Xin chào các mẹ đã quay trở lại với kênh của Cô Na Yoga. Và một vấn đề mà rất nhiều mẹ gặp phải trong quá trình sau khi sinh xong khiến cho mẹ cảm thấy mất tự tin về cơ thể của mình chính là cái phần bụng của mẹ bị chảy xệ rất là nhiều. Và mấy hôm, chỉ khoảng tầm đâu đó một vài tháng thôi, trước đây thôi, là Na mới sinh bạn khoai tây. Bạn khoai tây bây giờ thì cũng được hơn 4 tháng rồi. Thế nhưng mà khi mà Na sinh bạn khoai tây xong ấy, thì Na cũng vẫn gặp một vấn đề giống như tất cả các mẹ bầu khác thôi. Đó là cái phần bụng của mình nó chảy ra rất là nhiều. Và nó có một lớp mỡ ở phía đằng trước này, và cái phần da bụng nó rất là trùng và nhão. Thế thì khi mà gặp phải vấn đề như vậy thì Na cũng cảm thấy không tự tin về cơ thể của mình. Chắc chắn là sẽ không dám mặc những cái bộ đồ gọi là hở eo hở bụng như thế này rồi. Thế nhưng mà ngay lập tức là Na sẽ phải quay trở lại với cái chế độ tập luyện. Và ngay sau khi mà cơ thể của mình bắt đầu, sức khỏe của mình bắt đầu ổn định, thì Na đã tập luyện những cái ngày đầu tiên để giúp cho từ đó đến bây giờ, duy trì từ đó đến bây giờ, và giúp cho cái vòng bụng của Na nó đã thu lặc lại rất là nhanh. Bây giờ thì đâu đó vòng eo của Na nó đã rơi xuống còn khoảng chỉ tầm đầu 6 thôi. Nó không có phải như đợt trước mới sinh xong là nó tận 70 mấy lận. Đó, thế thì đấy là, và Na cũng rất là muốn chia sẻ cái bài tập này cho các mẹ. Thì cái bài tập này nó rất là đơn giản, mà mẹ chỉ cần là tập luyện nó hàng ngày thì sau 10 ngày là mẹ sẽ thấy cái hiệu quả của bài tập ngay lập tức. Tức là liên tục trong vòng 10 ngày, thì cứ từ 10 ngày trở đi là mẹ đã thấy sự hiệu quả của bài tập này rồi. Bài tập này thì sẽ gồm có 6 động tác và nó rất là dễ tập, thì Na sẽ hướng dẫn cho các mẹ từng động tác một nha. Động tác số 1, mẹ sẽ tập bài tập động tác số 1, đó chính là cái tư thế plank. Tư thế plank là một tư thế truyền thống cho việc tập để giảm được mỡ bụng, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện tư thế plank thì cách làm như sau. Mẹ sẽ chống hai khuỷu tay của mình xuống thảm, sao cho khuỷu tay của mẹ mở rộng bằng vai. Rồi từ từ mẹ sẽ bước lùi hai chân về phía sau và điều chỉnh cho hai chân của mình mở rộng bằng hông. Lưu ý này, khi mẹ giữ ở tư thế plank thì mẹ không để cho cái vùng thắt lưng của mẹ bị rơi xuống như thế này. Mẹ sẽ phải nâng cái vùng thắt lưng lên, mẹ nâng cao hết toàn bộ vai lên và mẹ cuộn nhẹ xương cụt lại để cho cái vùng cơ bụng của mẹ được siết chặt. Thì động tác này mẹ sẽ duỗi thẳng căng chân ra cho Na nha. Mẹ hít thở đều ở đây và mẹ giữ tư thế. Động tác này thì mẹ sẽ giữ cho Na từ 15 đến 20 giây. Nếu như hôm nay là lần tập đầu tiên. Nếu như là lần tập đầu tiên thì mẹ sẽ giữ động tác này từ 15 đến 20 giây. Sau đó thì mẹ sẽ hạ xuống và nghỉ. Vào nghỉ khoảng tầm 10 giây. Rồi mẹ sẽ lại lặp lại từ 15 đến 20 giây. Và mẹ làm liên tục như vậy 3 lần cho Na. Sau đó thì dần dần khi mà thể lực của mẹ tăng lên, mẹ cái khả năng thời gian giữ được cái tư thế này của mẹ lâu hơn, thì mẹ sẽ kéo dài thời gian giữ ra cho Na nha. Và tất nhiên rồi, thời gian giữ càng dài thì mẹ càng tiêu hao được nhiều calo và cái phần bụng của mẹ nó càng được hiệu quả. Đó chính là động tác đầu tiên, tư thế plank. Động tác thứ hai Na muốn chia sẻ cho mẹ đó chính là tư thế mặt phẳng nghiêng. Nó là tư thế mặt phẳng nghiêng. Thì cách để thực hiện tư thế này như sau. Cũng giống như tư thế plank vừa rồi, là mẹ sẽ chống cái khuỷu tay của mình xuống thảm. Mẹ sẽ nằm nghiêng người sang một bên và mẹ chống khuỷu tay xuống như thế này. Lưu ý này, mẹ giữ sao cho cái bả vai này của mẹ vuông góc với thảm. Nó phải vuông góc. Nếu mà nó bị chéo là mẹ làm động tác sẽ rất là mệt, nên mẹ phải giữ cho cái bả vai này vuông góc. Tiếp theo là mẹ sẽ duỗi thẳng cả hai chân. Cái chân bên trên này mẹ đưa về phía trước cho Na. Đây là với những mẹ mà mới tập, cơ của mình chưa khỏe, thì mẹ vắt chéo chân, mẹ đưa chân bên trên về phía trước, hạ hai chân xuống thảm. Còn nếu như mà mẹ tập lâu mà cái cơ của mẹ nó khỏe hơn ấy, thì mẹ có thể chồng cả hai chân lên nhau để làm tư thế này. Rồi, bây giờ tiếp tục nhá, thực hiện này. Tay còn lại mẹ chống hông. Hít một hơi thật sâu, mẹ nâng hông của mình lên và duỗi thẳng cả hai chân ra. Lưu ý là khi nâng lên thì cái cánh tay này của mẹ vẫn vuông góc với thảm. Mẹ sẽ gồng chắc, siết chặt phần bụng của mình lại và giữ ở đây. Hoặc mẹ có thể duỗi thẳng cánh tay này lên trần nhìn theo tay. Động tác này giúp cho cái vùng cơ lườn mỡ này và vùng cơ lườn của mẹ nó sẽ được kích hoạt rất là sâu đây. Na sờ, Na cũng thấy bắt đầu có cái sự rắn rắn ở phần cơ của mình rồi. Chứ còn thực ra là mấy tháng trước là cái khúc này là nó không có, nó mềm nhũn luôn ấy. Còn bây giờ thì sờ, lúc mà làm tư thế mình sờ mình đã thấy nó có một chút rắn rắn rồi, nghĩa là cũng hiệu quả phải không các mẹ?
Ok, thì với động tác thứ hai này thì thời gian giữ tư thế của mẹ cũng giống như động tác đầu tiên nha. Tức là mẹ cũng sẽ giữ 10 đến 15 giây, sau đó mẹ hạ xuống và mẹ nghỉ 10 giây rồi mẹ lặp lại. Và cho đến khi nào mà cơ thể mẹ khỏe hơn thì mẹ giữ dài thời gian ra cho Na. Mẹ có thể làm bên trái một lần, xong mẹ làm bên phải, xong mẹ lặp lại làm bên trái, làm bên phải, đổi bên liên tục như vậy cũng được để cho mẹ đỡ bị mỏi quá. Đấy là tư thế số 2. Ok, chuyển tiếp sang tư thế số 3. Tư thế số 3 giúp cho phần bụng của mẹ được cải thiện, đó chính là tư thế lạc đà, con lạc đà. Cách thực hiện là mẹ sẽ chống gối sao cho đầu gối của mẹ mở rộng bằng hông. Mẹ duỗi mũi bàn chân ra để nó giảm cái áp lực lên đầu gối, mẹ không bị đau gối nhé. Một số mẹ mà cái thảm của mình nó mỏng quá thì mẹ cũng có thể kê thêm gối, kê thêm đệm ở dưới đầu gối của mình cũng được. Rồi bây giờ cách làm này, mẹ sẽ cuộn xương cụt lại. Bình thường nhá, chúng ta sẽ bị võng lưng như thế này đúng không? Thì để làm được đúng thì mẹ phải cuộn cái xương cụt này của mình lại. Mẹ đưa cái đỉnh mông xuống dưới, thu rốn lại, rồi đặt hai tay vào đùi trước, siết chặt toàn bộ mặt trước của cơ thể, gập đầu lại và hít sâu. Từ từ mẹ đưa người về phía sau, rồi mẹ thở ra và giữ. Mẹ để ý cơ thể của Na nhé. Toàn bộ thân của Na là khóa cứng lại này, và Na đổ người về phía sau. Khi mà đổ về sau như vậy ấy, thì mẹ sẽ thấy phần đùi của mẹ nó rất là mỏi, phần bụng của mẹ nó bắt đầu được siết chặt nhá. Chứ không có đổ như thế này. Đổ như thế này là nó không có vào bụng. Hoặc là đổ như thế này, nó cũng không vào bụng. Mẹ phải khóa cứng hết cơ thể của mẹ ở đây. Sau đó thì mẹ hít sâu và mẹ đổ người ra sau. Mẹ giữ tư thế ở đây trong vòng 10 đến 15 giây, rồi mẹ lại nâng lên, hít thở một chút, xong này lại làm lại 10 đến 15 giây, rồi lại nâng lên. Mẹ cũng làm như vậy trong vòng 3 lần. Sau đó thì sẽ tăng dần thời gian lên. Ok. Rồi và bây giờ là tư thế số 4 mà Na hướng dẫn cho mẹ, đấy chính là tư thế chó duỗi mình. Cái tư thế chó duỗi mình này là một cái tư thế yoga rất là truyền thống, nhưng mà nó hiệu quả rất là cao nha. Cách làm này, mẹ xòe căng lòng bàn tay ra và áp lòng bàn tay xuống thảm, xòe căng áp xuống. Rồi mẹ chống hai bàn chân cách nhau bằng hông, mẹ nâng hông lên và mẹ chống gối xuống thảm. Xin lỗi, mẹ nâng hông lên và mẹ đẩy cao đỉnh mông lên trần, mẹ nhấn gót chân xuống thảm. Nếu mà mẹ cảm thấy rằng là cái khoeo chân này của mình căng quá, mẹ không nhấn được gót chân, thì mẹ có thể nhấc gót chân lên như thế này cho Na nhé. Miễn làm sao mẹ tập trung vào việc đẩy cao đỉnh mông lên trần. Cố gắng mẹ đưa nhiều mông lên trần và mẹ duỗi cho cái lưng của mình thẳng tắp này. Mẹ có nhìn thấy khi mà mình dốc ngược như thế này thì cái phần bụng của mình nó cũng đang được thu nhỏ đi rất là nhiều. Thì khi mẹ giữ ở trong tư thế này thì mẹ hãy siết cái phần bụng của lại cho Na. Siết chặt phần cơ bụng lại và mẹ giữ tĩnh ở đây. Ở động tác này mẹ sẽ giữ cho Na 20 đến 30 giây. Giữ tĩnh ở đây 20 đến 30 giây. Làm tốt hơn thì mẹ nhấn gót chân xuống, còn căng quá thì mẹ nhấc gót chân lên. Nhớ là cái lưng của mẹ, cái đỉnh mông của mẹ phải được hướng thẳng lên trần. Không có cuộn lưng như thế này là sai này. Cái lưng của mẹ mà bị cuộn như thế này, nhìn Na nha, lưng mà cuộn như thế này là sai. Mẹ phải đưa được cái mông lên trần, đẩy cao mông lên trần, cảm giác như là có ai đó đấy đang cầm vào cái mông của mình, kéo nó lên trần. Ok, đấy chính là tư thế số 4. Tư thế gì ạ? Tư thế chó duỗi mình. Rồi tiếp theo là tư thế số 5. Mẹ nằm ngửa, mẹ nằm ngửa ra và hạ lưng của mình xuống thảm. Hai tay mẹ đan lại để ở sau đầu, rồi mẹ xếp hai khuỷu tay lại và nhấc đầu của mình lên. Mẹ co gối lại nha, mẹ co gối lại, mẹ nhấc đầu của mình lên. Nhấc làm sao cho cái đầu của mình không chạm thảm, chỉ có bả vai chạm thảm thôi. Rồi bây giờ mẹ sẽ lần lượt này, hít sâu, mẹ nâng một chân trái lên. Để ý nhá, khi mà mẹ co gối thì cái đùi của mẹ nó đang chéo một góc tầm 45 độ như thế này. Thì khi mẹ nâng chân thì cái chân của mẹ nó vẫn phải đảm bảo là chéo một góc 45 độ so với cái, như cái đùi. Chứ mình không có lên thẳng như thế này. Mình sẽ giữ ở đây. Còn nếu mà mình khỏe hơn thì mình hạ thấp. Nhưng nhớ rằng là mình sẽ không lên thẳng, mình sẽ giữ ở đây. Đó, quan sát cách làm nha. Hít, mẹ làm chân trái, thở hạ xuống. Hít chân phải, thở hạ xuống. Hít trái, thở hạ. Hít phải, thở hạ. Mẹ nhấc đầu của mình lên càng cao càng tốt. Trái, hạ, phải. Hạ, nhớ là nâng đầu lên càng cao càng tốt nha. Rồi, ok, động tác này thì mẹ sẽ làm cho Na 20 nhịp cho một bên.
20 nhịp cho một bên, vậy nghĩa là cả bên trái và bên phải nó sẽ rơi vào tầm 40 nhịp. Giống như thế này. Hít 1 này, hạ 2, hạ 3, hạ 4, hạ nhớ là nâng cao đầu của mình lên, 5, hạ mẹ càng nâng cao đầu thì bụng của mẹ càng được siết chặt. Và đó chính là động tác số 5. Một động tác cuối cùng mà Nam muốn chia sẻ cho mẹ nữa, đó chính là tư thế cây cầu. Tư thế này thì nếu mà mẹ nào tập cùng với Na trong chuỗi các bài tập cho mẹ bầu trong quá trình các giai đoạn khi mang bầu thì chắc chắn sẽ được tập rất là nhiều. Thì bây giờ vào trong sau khi sinh chúng ta vẫn tập động tác này nha. Động tác này nó rất là hiệu quả đấy. Rồi bây giờ mẹ sẽ làm này. Hai bàn chân của mẹ giữ song song và mở rộng bằng hông. Rồi hít sâu, mẹ nâng hông của mình lên nào. Cố gắng nâng cao hông của mình lên. Khi nâng cao hông lên rồi thì mẹ hãy kẹp chặt hai đầu gối lại, siết cơ đùi, siết cơ bụng và cố gắng đẩy cao gối lên. Cao thật cao lên và mẹ cũng giữ ở đây từ 20 đến 30 giây cho Na nha. Cố gắng là nâng lên thì khép gối lại nào. Ok. Rồi, vậy là vừa rồi thì Na đã chia sẻ cho mẹ tất cả là 6 động tác yoga cực kỳ dễ tập phải không nào? Mẹ có thể tập được các bài tập này tranh thủ mỗi một ngày. Mẹ chỉ cần dành ra đâu đó tầm khoảng 10 phút, 7 đến 10 phút là mẹ đã có thể tập được hết tất cả 6 động tác yoga vừa rồi. Và hãy tập liên tục trong tất cả các ngày. Tranh thủ lúc con ngủ này, rồi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, bất kỳ khi nào thì mẹ cũng có thể tập được. Và hãy duy trì nó để mang lại hiệu quả tốt nhất cho mẹ nhé. Và đừng quên rằng là Na vẫn còn có rất rất nhiều những bài tập để giúp cho mẹ lấy lại vóc dáng của mình sau sinh. Và nếu như mẹ quan tâm đến một cái chương trình để được đồng hành với mẹ, giúp cho mẹ cải thiện vóc dáng sau sinh thật là nhanh, thì mẹ hãy comment xuống dưới cái video này rằng là mẹ mong muốn được trải nghiệm cái chương trình đồng hành cùng với Na. Thì mẹ comment rằng là quan tâm sau sinh, mẹ cứ comment là quan tâm sau sinh, thì Na sẽ liên lạc với mẹ và hướng dẫn cho mẹ cái cách để tham gia cái chương trình giúp cho mẹ cải thiện vóc dáng sau sinh nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mẹ.